Là một trong những món ăn ngon và có hương vị đậm đà nhất trong kho tàng ẩm thực Việt Nam, bún bò Huế rất được ưa chuộng và điều thú vị là món ăn này có thể được ăn vào mọi buổi trong ngày, từ sáng đến chiều tối. Bún bò Huế đã được tổ chức kỷ lục châu Á đưa vào danh sách top 100 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Một tô bún bò Huế ngon sẽ có vị ngọt của nước hầm xương, vị béo của giò heo, có vị cay nồng mang đặc trưng của xứ Huế. Nước hầm xương trong bún bò có sả cùng với mắm ruốc, một loại mắm mà chỉ có ở xứ Huế, tạo nên vị ngọt đặc trưng mà không nơi nào có được. Bún bò Huế được du nhập vào Sài Gòn đã được cải biên rất nhiều, không dùng huyết heo, tăng mùi thơm từ sa tế, làm cho tô bún bò Huế theo hương vị Sài Gòn đã trở thành món ăn rất ngon, đẳng cấp và phát triển ra toàn thế giới. Kinh doanh món bún bò Huế là cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, để kinh doanh hiệu quả món ăn này đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố rất quan trọng là chất lượng và giá thành món ăn. Thầy Nguyễn Quốc Y, người được mệnh danh là phù thủy chế biến các món nước tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy bí quyết nấu món bún bò Huế. Thầy Y đã nấu ra món bún bò Huế ngon vượt bậc về chất lượng, hương vị thơm ngon đặc biệt và tạo được đẳng cấp của món ăn. Anh Nam hiện đang sống và kinh doanh quán ăn tại Sài Gòn. Anh đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh với món bún bò Huế và anh chị đã tìm đến thầy Y để thọ giáo các bí quyết nấu và kinh doanh bún bò Huế. Vào một ngày cuối tháng 5 2024 thì anh Nam từ Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến thầy học cái nghề sản xuất và kinh doanh bún bò Huế. Thì bún bò Huế phải nói là món ăn rất là nổi tiếng, rất hấp dẫn. Đó, việc kinh doanh về bún bò Huế rất dễ thành công. Đó, và đặc biệt là phải có cái nghề chuyên sâu về cái cách nấu bún bò Huế, có bí quyết thì mới khả năng thành công mới là này, cao được. Xin chào mọi người, mình tên là Lam, mình ở thành phố Hồ Chí Minh đến học món bún bò Huế để về kinh doanh. Thầy Y đã hướng dẫn anh cách lựa chọn và bảo quản các nguyên liệu như xương, thịt bò, bắp bò, bò viên, bún, rau củ để nấu bún bò Huế. Cách hầm xương để nấu nước lèo theo hướng công nghiệp, phương pháp nấu, ướp hương, nêm gia vị, đảm bảo nước lèo trong và giữ được hương vị bún bò Huế thơm ngon đặc trưng. Hôm nay thì thầy cũng hướng dẫn về từ cái nguyên liệu, chọn cái những loại xương thịt để hầm nước dùng. Rồi thầy hướng dẫn về luộc thịt, đó, những cái luộc bắp, gân, đó, rồi có thể là nạm, gầu, đó, cách luộc thịt, thời gian luộc. Rồi thầy hướng dẫn về cái xử lý thịt tái, làm sao cho nó mềm, cũng như là bò viên, đó, thì cắt thái. Đó, rồi luộc thịt ra, cách cắt thịt, rồi đóng gói, rồi bảo quản. Rồi nước dùng thì thầy hướng dẫn hầm, làm sao nước nó trong, không phải dứt bọt. Đó, rồi các nêm gia vị để tạo một cái nồi bún bò đạt cái đẳng cấp, cũng như thầy hướng dẫn về cái sa tế để làm trong cái bún bò Huế. Rồi thầy hướng dẫn về cái cách xử lý là những cái loại nước chấm ăn kèm là từ sa tế, rồi nước mắm, rồi chanh ớt, cũng như là rau ăn kèm. Nói chung là mọi thứ là từ chế biến cho tới các thứ là thầy dạy và bảo rất kỹ càng. Về mọi thứ thì thầy cũng dạy cho là rút ngắn được nhiều thời gian so với lại mình nấu phương pháp cũ. Nói chung là em rất hài lòng về vấn đề, chẳng hạn như là thầy dạy và mọi thứ từ rau củ quả cho các thứ là rất kỹ chế biến, em rất hài lòng. Đặc biệt thầy Y còn hướng dẫn cách giảm giá thành tối đa khi hầm xương nấu nước lèo. Các bí quyết về cách luộc thịt bò, bắp bò, cách làm sa tế ngon đều được thầy Y chỉ dẫn rất tỉ mỉ. Thầy Y đã đưa ra công thức nêm nếm gia vị, hương thơm phù hợp với người dân Sài Gòn, hương vị đậm đà cay và thơm ngon. Thì sau ra thành sản phẩm thì em thấy ăn thì cảm thấy nó thơm và ngon.
hơn những truyền thống, chẳng hạn như là nấu là toàn bộ là mùi vị nó khác mà thơm ngon hơn. Tất cả các quy trình sản xuất và bảo quản được xử lý tại bếp trung tâm. Ngoài ra, thầy Y còn hướng dẫn cách bố trí bếp, quầy bán hàng rất khoa học, giúp cho thao tác được nhanh hơn, đưa ra những tô bún bò Huế nóng, thơm ngon. Đó rồi, ngoài cái khâu sản xuất để chuẩn bị cho bán hàng thì thầy hướng dẫn cái khâu bán hàng. Đó, cái khâu mà bố trí cái quầy bán hàng, rồi bố trí cái những cái nồi nước trộn nước bún bò. Đó, để mà khi thao tác nó nhanh, tốc độ nhanh. Đó, đưa ra những tô bún bò rất là nóng. Đó, điều đó rất quan trọng khi kinh doanh. Cách tổ chức và xếp sắp hàng của thầy thì nhìn rất bắt mắt và đẹp. Có cái là chẳng hạn như thế thì em nói chung là rất hài lòng và cũng muốn bắt chước giống như vậy. Những giải pháp của thầy Y giúp cho anh Nam rất tự tin để triển khai kinh doanh. Muốn gửi lời chúc sức khỏe đến thầy và mong muốn có cái gì đó thì em sẽ, nếu mà chưa có hiểu lắm thì em điện thoại và hỏi thêm kiến thức của thầy. Em cảm ơn thầy. Chúng tôi tin rằng món bún bò Huế sẽ nâng tầm và luôn giữ vị trí là món ăn ngon hàng đầu, góp phần tạo nên cơ hội kinh doanh lớn cho người Việt tại Việt Nam và trên toàn thế giới.